Trung Quốc liên tục tăng cường thực lực không quân ở Biển Đông Trung Quốc ngầm xác nhận máy bay quân sự rơi ở Biển Đông Bộ trưởng Ngoại giao quần đảo Marshall tái khẳng định quan hệ chặt chẽ với Đài Loan Litva sẵn sàng mở văn phòng đại diện tại Đài Loan Ý kiến nền dân chủ Đài Loan và Ukraine sẽ thắng Đài Loan lên án Trung Quốc vì dính bàn tay chính trị vào buổi biểu diễn ở Polonia. Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày an lành. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn DKN TV để cập nhật tin tức mỗi ngày trên các nền tảng YouTube và Shipchat. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin Biển Đông Đài Loan ngày 26 tháng 3. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc liên tục tăng cường thực lực không quân ở Biển Đông. Những ngày qua, tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc liên tục đăng tải các thông tin cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh thực lực hoạt động của không quân ở Biển Đông, triển khai chiến đấu cơ thế hệ mới. Cụ thể, tờ Hoàn cầu Thời báo ngày 23 tháng 3 đưa tin, quân đội Trung Quốc PLA đã nhận được phiên bản nâng cấp của dòng chiến đấu cơ J-11B và phiên bản chiến đấu cơ này đã tham gia cuộc tập trận gần đây trên Biển Đông. Theo đó, cuộc tập trận được đề cập do chiến khu Nam Bộ của PLA tổ chức, có sự tham gia của khoảng 10 máy bay chiến đấu. Trong số này có dòng J-11B, phiên bản mới được cho là đã trang bị hệ thống điện tử tối tân để tăng cường khả năng phát hiện sớm đối phương hơn. Cũng tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 19 tháng 3 đưa tin, chiến khu Nam Bộ của PLA vừa tổ chức cuộc huấn luyện, mà trong đó chiến đấu cơ J-10 đã tiến hành chuyến bay kéo dài đến 24 giờ. Bản tin không nói rõ vị trí tập luyện của chiến đấu cơ J10 cũng như thông tin chi tiết của chuyến bay kéo dài 24 giờ. Tuy nhiên, chiến khu nam bộ của PLA vốn được Bắc Kinh phân công đảm trách các hoạt động ở Biển Đông. Đẩy mạnh khả năng tấn công tầm xa. Việc tăng cường các dòng chiến đấu cơ hiện đại và khả năng bay kéo dài ở Biển Đông được đánh giá là nỗ lực tăng cường thực lực không quân của Bắc Kinh ở vùng biển này hồi tháng 11 năm 2020, đài CGTN của Trung Quốc đăng tải đoạn video có nội dung khoe rằng máy bay tiêm kích của nước này vừa bay liên tục 10 tiếng ở Biển Đông. Đây là kỷ lục mới nhất của không quân Trung Quốc, trong khi kỷ lục trước đó là 8 tiếng 30 phút. Trước đó khoảng 3 tháng, vào tháng 8 năm 2020, Tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa tin không quân Trung Quốc vừa điều động máy bay tiêm kích Su-30 thực hiện chuyến bay dài liên tục 10 tiếng ở Biển Đông. Chuyến bay được thực hiện bởi lực lượng không quân của chiến khu Nam Bộ và hành trình bay kéo dài đến tận bãi đá Subi ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời một chuyên gia quân sự nước này cho rằng diễn biến vừa nêu mang giá trị quan trọng trong các hoạt động không quân của nước này ở Biển Đông. Thực tế, với các oanh tạc cơ chiến lược tầm xa như H-6 mà Trung Quốc đang có, thì việc thực hiện các chuyến bay liên tục 10 tiếng không hề quá khó. Thế nhưng việc thực hiện chuyến bay dài như vậy là thách thức lớn của máy bay tiêm kích vì đòi hỏi năng lực của phi công và hệ thống hỗ trợ tương ứng. Trong khi đó, các máy bay ném bom tầm xa luôn cần sự hỗ tống của máy bay tiêm kích. Theo tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson Mỹ nhận xét khi trả lời thanh niên. Vì thế, máy bay tiêm kích cũng phải nâng cao năng lực bay liên tục trong thời gian dài để đảm nhiệm việc bảo vệ máy bay ném bom tầm xa. Qua đó không quân Trung Quốc mới có thể đủ khả năng thực hiện các phi vụ tấn công tầm xa với máy bay ném bom. Cho nên việc không quân Trung Quốc đẩy mạnh năng lực bay liên tục trong thời gian dài đối với máy bay tiêm kích như J10 hay Su30 là nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa ở biển Đông. Điều đó ẩn chứa rủi ro không hề nhỏ cho biển Đông khi Bắc Kinh không ngừng thể hiện tham vọng độc chiếm ở vùng biển này. Trung Quốc ngầm xác nhận máy bay quân sự rơi ở biển Đông. Trung Quốc được cho là ngầm xác nhận vụ rơi máy bay quân sự tại Biển Đông, khi trong những ngày gần đây, tổ chức tang lễ cho nhiều quân nhân thiệt mạng trong vụ này. Trong một báo cáo gửi cho Viện Lập pháp Đài Loan ngày mùng 10 tháng 3, Cục An ninh Đài Loan cho rằng một máy bay săn ngầm Y8 của Trung Quốc đã rơi tại Biển Đông và quân đội nước này tổ chức tập trận tại khu vực ngay sau đó thực chất là nhằm tìm kiếm cứu nạn. Chiếc máy bay được cho là rơi tại vùng biển Tây Nam thành phố Tam Á, ở đảo Hải Nam vào ngày mùng 1 tháng 3. Đến nay, quân đội Trung Quốc chưa công bố thông tin gì. Tuy nhiên, theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc đã tổ chức tang lễ cho một số quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Ngày 21 tháng 3, tang lễ diễn ra tại tỉnh Sơn Đông và An Huy. Tại Sơn Đông, hai phi công độ tuổi từ 28 đến 30 được an táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, thành phố Đằng Châu. Theo bài đăng tải trên WeChat của chính quyền thành phố, một tang lễ cũng được tổ chức cho phi công 24 tuổi tại huyện Kim Hương, Tại An Huy, các đoạn video đăng trên truyền thông địa phương cho thấy tang lễ được tổ chức cho hai phi công khác, độ tuổi từ 25 đến 31. Ngoài ra, tang lễ của các phi công cũng được tổ chức tại huyện Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc. Trước đó, Trung Quốc cũng tổ chức tang lễ cho hai quân nhân khác được cho là thiệt mạng trong vụ rơi máy bay theo South China Morning Post, bia mộ của hai người này ghi là thành viên của một đơn vị chống ngầm, có trang bị máy bay Y8 của quân đội và cả hai đều qua đời vào ngày 1 tháng 3. Phiên bản mới nhất của máy bay săn ngầm Y8Q được cho là có thể chở khoảng 10 người, gồm phi công, người theo dõi radar, sonar và điều khiển vũ khí. Và chiều mùng 4 tháng 3, Cục Hải sự Trung Quốc MSA bất ngờ đăng thông báo nói rằng sẽ tổ chức cuộc tập trận ở Biển Đông từ 18 giờ ngày mùng 4 tháng 3 đến 18 giờ ngày 15 tháng 3. Thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc chỉ 16 phút trước khi cuộc tập trận bắt đầu. Kết quả đối chiếu tọa độ của 5 địa điểm giới hạn khu vực tập trận được nêu trong thông báo lên Google Maps cho thấy một số điểm dường như nằm gần bờ biển thành phố Huế hơn bờ biển thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại quần đảo Marshall, Carsten N. Mera, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 3, quần đảo Marshall cam kết là bạn và đồng minh của Đài Loan. Trích dẫn nền văn hóa Austronesian được chia sẻ và mối quan hệ giao lưu. Ông cho biết đất nước của ông tự hào về mối quan hệ với Đài Loan và muốn làm sâu sắc mở rộng mối quan hệ này. Ông Nemra là một trong những thành viên của phái đoàn đảo Marshall do Tổng thống David Harbour dẫn đầu đến thăm Đài Loan. Phát biểu thay mặt cho Kabur, ông cho biết chuyến đi 5 ngày không chỉ đúng lúc mà còn mang tính biểu tượng và ca ngợi những thành tựu kinh tế và cách chống dịch của Đài Loan là ấn tượng và đáng kinh ngạc. Ông đề cập rằng Kabur đã thảo luận về cách mở rộng quan hệ song phương với Tổng thống Thái Anh Văn và gặp gỡ các thành viên chủ chốt của chính phủ và khu vực tư nhân. Ông Nem Ra cho biết Đài Loan phải được đưa vào các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ ra mô hình phòng chống dịch bệnh thành công và hỗ trợ nhân đạo đám kể. Ông cam kết rằng quần đảo Marshall sẽ tiếp tục ủng hộ và là tiếng nói cho chính phủ Đài Loan. Ông Nemra ca ngợi Đài Loan là ngọn hải đăng và hình mẫu hy vọng cho các quốc gia dân chủ khác. Ông nói, Đài Loan phải được tôn trọng, chúng ta cần phải tôn trọng pháp quyền, nếu không chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Về mặt an ninh chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Nemra cho biết, Quần đảo Marshall là nơi có sân bay quân đội Bucho của Mỹ, nơi vừa là điểm dừng tiếp nhiên liệu cho máy bay quân sự Mỹ, vừa là nơi phóng tên lửa tầm xa, ông nói. Cần phải có sự gian đe, nhấn mạnh rằng quần đảo Marshall sẽ tiếp tục thực hiện vai trò của mình. Ngoại trưởng chỉ ra rằng đảo quốc Thái Bình Dương cũng chào đón các tàu hải quân của Đài Loan đến bờ của họ. Ông nói, Đài Loan hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật quần đảo Marshall để bảo vệ nguồn cá, vốn là tài sản quý giá nhất của quốc gia khi được hỏi về ảnh hưởng ngày càng tăng của trung quốc đối với các quốc đảo thái bình dương ông nemra từ chối bình luận nhưng nhắc lại rằng quan hệ ngoại giao của quần đảo marshall là với đài loan và sẽ tiếp tục làm việc với mỹ và đài loan để hợp tác an ninh và kinh tế ông nemra nhấn mạnh rằng quần đảo marshall là bạn của trung hoa dân quốc và ngược lại trung hoa dân quốc là bạn của quần đảo marshall Phái đoàn đã đến Đài Loan vào ngày 21 tháng 3 và lần đầu tiên dừng chân tại văn phòng Tổng thống, nơi Kabua được Tổng thống Thái Anh Văn chào đón bằng một buổi lễ với đầy đủ các danh hiệu quân sự và trao tặng huân chương ngọc bội để ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy hợp tác và hữu nghị song phương. Litva sẵn sàng mở văn phòng đại diện tại Đài Loan CNA đưa tin, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Đổi mới Litva, Australia, Almonet cho biết văn phòng đại diện của Litva tại Đài Loan đã sẵn sàng mở lại sau khi Đài Loan hoàn thành các thủ tục liên quan. Bà Abonet nói, Litva rất vui mừng về tình hữu nghị với Đài Loan và điều quan trọng nhất bây giờ là tạo ra những kết quả cụ thể. Bà đề cập rằng Litva và Đài Loan chia sẻ nhiều giá trị cơ bản bao gồm dân chủ, nhân quyền và nền kinh tế thị trường. Những giá trị này giúp bảo đảm hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Bà Amnonis cho biết thêm rằng an ninh, ổn định và khả năng phục hồi của mối quan hệ song phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác. Bà Amnonis còn đề cập rằng bà thường được hỏi khi nào Đài Loan sẽ bắt đầu đầu tư vào Litva. Tuy nhiên bà cho biết, quốc gia Baltic phải làm tốt công việc chuẩn bị chu đáo để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bộ trưởng kinh tế Litva cho biết, bà rất vui khi quan hệ hợp tác với Đài Loan sắp bước sang một giai đoạn mới và người dân Litva tại Đài Loan cũng bày tỏ sự vui mừng. Bà cho biết, văn phòng đại diện của Litva tại Đài Loan có thể sẽ mở trong nửa đầu năm nay. Bà Amonis cho biết, với tư cách là người ra quyết định và chính thức, trách nhiệm của bà là tạo ra một môi trường thuận lợi cho các công ty, giúp mở ra các thị trường và cơ hội mới. Đó là lý do tại sao Litva đã tăng cường sự hợp tác của mình, không chỉ ở Đài Loan mà còn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các nước Đông Nam Á khác. Bà nói, tôi rất kỳ vọng vào sự hợp tác với Đài Loan ý kiến nền dân chủ Đài Loan và Ukraine sẽ thắng. Nền dân chủ Ukraine và Đài Loan sẽ chiếm ưu thế và thế giới sẽ nghiêng về tự do trong cuộc đấu tranh toàn cầu chống lại chủ nghĩa độc tài. Bà Xiao Bikim, đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại Hoa Kỳ cho biết. Trong phần quan điểm cho Washington Post ngày thứ Năm, 24 tháng 3, bà Xiao Bikim giải thích, lý do tại sao cuộc xâm lược Ukraine đã khơi dậy tình đoàn kết giữa hai nước và khiến Đài Loan cam kết chiến đấu để bảo vệ tự do trước sự xâm lược của Trung Quốc. Cuộc chiến đã chỉ ra rằng xoa dịu không phải là con đường để dẫn đến hòa bình và thế giới dân chủ phải xích lại gần nhau hơn để chống lại chủ nghĩa độc tài. Bà Sia mô tả mức độ đồng cảm đặc biệt của người dân Đài Loan đối với những gì người Ukraine đang phải chịu đựng vượt qua khoảng cách vật chất vì cả hai nước đều từ lâu phải chịu đựng những hiểm nguy khi sống bên cạnh một người hàng xóm hiếu chiến độc tài. Đài Loan đã chủ động trong các nỗ lực ngoại giao để hỗ trợ và sát cánh với người dân Ukraine, từ các màn diễn mang tính biểu tượng về màu cờ sắc áo của Ukraine trên đất Đài Bắc đến các biện pháp thiết thực như vận chuyển vật tư y tế và viện trợ tài chính, các khoản quyên góp của hơn 110.000 người để cứu trợ tị nạn Ukraine cũng nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ chân thành từ cơ sở mà người Đài Loan dành cho người Ukraine. Thay mặt Đài Loan, bà Xiao cảm ơn chính quyền Biden gần đây đã cử một phái đoàn gồm các cựu cố vấn an ninh cấp cao tới Đài Loan nhằm thể hiện cam kết vững chắc của Washington đối với an ninh của Đài Loan. Đài Loan lên án Trung Quốc vì dính bàn tay chính trị vào buổi diễn ở Bologna. Tờ Taiwan News đưa tin, hôm thứ Năm ngày 24 tháng 3, Bộ ngoại giao Đài Loan, Mofa, lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhúng bàn tay chính trị vào một triển lãm nghệ thuật ở Ý. Các báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền thành phố Bologna thay đổi quốc tịch của họa sĩ minh họa Paysin thành xuất xứ Trung Quốc tại một triển lãm cá nhân nằm trong buổi biểu diễn ở Bologna lần thứ 59. Trước hành động của nhà tổ chức triển lãm quyết định đưa ra một thỏa hiệp, trong đó, họ không liệt kê bất kỳ quốc gia nào cho họa sĩ Peixin. Nhà luật pháp độc lập Hoang Kuo Su, ông cảm thấy bất lực về hành động này của nhà tổ chức. Đáp lại, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Ý đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên chính phủ và các tổ chức Ý, yêu cầu chính phủ phải thay quốc tịch của họa sĩ minh họa Peixin. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 24 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự lên án nghiêm khắc và rất lấy làm tiếc về hành động của Trung Quốc, trong việc nhúng bàn tay chính trị mà Đài Loan miêu tả là bẩn thỉu và có hoạt động văn hóa quốc tế. Bộ ngoại giao Đài Loan tuyên bố rằng họ chỉ thị cho văn phòng đại diện tiếp tục duy trì và bảo đảm đối xử công bằng với các nhà triển lãm của Đài Loan thông qua nhiều kênh khác nhau. Bộ ngoại giao Đài Loan nhắc lại rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ cai trị Đài Loan trong một ngày và đương nhiên không có quyền tuyên bố đại diện cho Đài Loan trên trường quốc tế và càng không được phép thay tên của đất nước mà người dân Đài Loan sử dụng để tham gia các hoạt động. Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố thêm, Bắc Kinh đã sử dụng sức ép không chính đáng, lạm dụng trong các lĩnh vực văn hóa về nghệ thuật để thực hiện sự đàn áp bá quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ bị người dân Đài Loan và cộng đồng quốc tế lên án bộ ngoại giao đài loan khẳng định đài loan và ý chia sẻ các giá trị phổ quát của dân chủ tự do nhân quyền và kêu gọi các đơn vị liên quan của ý thể hiện lòng dũng cảm lên án và thẳng tay trừng trị lại âm mưu thủ đoạn của đảng cộng sản trung quốc đồng thời tăng cường hợp tác trao đổi văn hóa với các đối tác dân chủ để cùng nhau chống lại áp bức chính trị bảo vệ cho lẽ công bình tự do và dân chủ thưa quý vị mục tin biển đông eo biển đài loan của dkn tv đến đây tạm dừng quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của dkn news quý vị cũng có thể theo dõi kênh dkn news trên ship chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo